Xin chào tất cả mọi người nhá. Thời tiết hôm nay ở mình thì rất là đẹp mọi người ạ. Không biết là thời tiết ở mọi người như thế nào. Đây, rất là mát mẻ và dễ chịu. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ lên trên sân thượng quay cho mọi người xem là cái lứa đậu bắp mà mình đã giới thiệu mọi người là ở những cái phần trước. Hiện tại thì những cái cây đậu bắp này nó đang ra hoa rất là nhiều mọi người nhá. Và hôm nay thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Đây mọi người này, trước mắt mọi người đây là những cái cây đậu bắp này. Những cái chậu này là chậu trồng theo cái phương pháp thủy canh nhá mọi người nhá. Cây nó rất là to và nó đã nở hoa rồi mọi người nhá. Thì hôm nay nở hoa thì mình quay lại cho mọi người xem thôi. Như thực tế là những cái cây đậu bắp nhà mình thì nó đã có trái rồi. Đây này. Cái phần này là phần trái của nó này, mọi người nhìn thấy chưa? Đây lấy led nhá. Đấy, đây là những cái trái đậu bắp này. Sau khi mà cái bông hoa này ấy, nó nở ra và nó sẽ rụng đi và nó sẽ đậu thành những cái trái như thế này. Đây phía bên ngoài của nó là màu vàng nhạt này. Bên trong của nó thì nó màu tím, tím sậm luôn nhá mọi người nhá. Đấy. Ở kia là những cái con kiến nó đang nó thấy ngọt mà nó cứ bâu vào và nó cũng thụ phấn luôn cho cái hoa đậu bắp này mọi người nhá. Đây toàn cảnh đây. Sáng nay mình vừa mới bón phân cho nó xong. Vừa mới bón thêm cái phân vi sinh cho nó xong. Đây cái bao phân vi sinh hữu cơ này, sáng vừa bón xong thì tiện thể hôm nay thì nghỉ nó quay lại cho mọi người xem luôn. Đây mọi người nhìn thấy những cái quả đậu bắp chưa? Cái quả này là cho thu hoạch được rồi nhá mọi người nhá. Nếu mà mọi người không thu hoạch thì nó sẽ già. Cái trái này cũng đã đậu rồi nhá. Đây này. Đấy, đây là cái trái đậu bắp này, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy. Còn cái cây này thì nó cũng đang nở hoa này. Mọi người nhìn thấy hoa đẹp không? Một số người sẽ nhầm là cái khi mà mọi người thấy là những cái nụ. Đây cái nụ của cái cây đậu bắp đây thì mọi người cứ tưởng rằng là đây là cái quả của nó, nhưng thực tế là không phải nhá mọi người nhá. Đây này. Cái phần mà nó có cái đài này này thì thực tế nó mới là cái lụ của cái cây đậu bắp thôi. Sau đấy thì là những cái cây đậu bắp mà những cái lụ đấy nó sẽ nở thành những cái bông hoa như thế này. Đó. Nó nở thành những cái bông hoa như này, sau đấy thì nó khi mà nó thụ phấn thành công nó đậu thì nó sẽ đậu thành những cái trái như thế này. Đấy mọi người nhìn thấy chưa? Cái trái đậu bắp thì nó sẽ không còn cái phần đài nữa nhá. Cái phần đài nó sẽ khô dần và nó sẽ rụng đi. Nó chỉ để lại một cái trái như thế này thôi. Đấy, một số người thì hiện tại thì các bạn dễ nhầm lẫn với cái phần lụ này với cái phần quả này. Đây sau khi mà thụ phấn thành công một thời gian đây thì cái quả đậu bắp lớn nó sẽ được như thế này. Đây ví dụ như là trong quá trình mà mình bón phân cho nó nhé, thì mọi người hãy chuẩn bị những cái bao phân hữu cơ như thế này. Đây, đây là cái phân hữu cơ vi sinh này. Thì đấy, sau đấy thì mọi người sẽ phủ lên gốc cho nó. Rắc lên gốc như thế này. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Sau đó thì mọi người san ra. Và mọi người tưới lên cho nó thôi. Thực ra là chăm sóc cái cây đậu bắp này thì nó đơn giản lắm mọi người ạ. Thì lượng phân là cứ khoảng 5 ngày khi mà mọi người nhìn thấy rằng là cái lớp phân trên này này nó mỏng dần đi và mọi người thấy cái màu của nó nhạt dần đi thì mọi người thay thế bởi một cái lớp phân khác. Cứ khoảng 5 ngày mọi người duy trì dinh dưỡng thế thì nó sẽ không bị thiếu chất. Thế ngoài ra thì mọi người có thể sử dụng phân gà này, phân chuồn. Những cái cây đậu bắp thổ canh kia thì mọi người cũng thế thôi. Trồng đất thì mọi người cũng rắc phần gốc cho nó. Đây này. Đấy thì mọi người cứ rắc vào gốc cho nó thôi. Nhá. Rất là đơn giản thôi. Thì cái cây đậu bắp nhà mình thì mình trồng theo hai cái phương pháp. Một là mọi người thấy đây, đây là những cái bình thủy canh này. Phía trên là đất, còn phía dưới là nước. Thì cái bình này thì mình cũng đã hướng dẫn mọi người là cách làm rồi. Thì nó đang ra rất là nhiều lụ và nó trổ hoa và nó đã đậu quả rồi. Và đây là cái cây mà mình trồng theo cái phương pháp là thổ canh thông thường.
Thì một cái chậu xốp 40-60 này thì mọi người lên trồng tối đa là 2 cây thôi nhé mọi người nhé. Thì cái chậu này mình chỉ trồng 1 cây thôi, còn cái chậu trong kia thì mình trồng 2 cây kìa. Và tất cả những cái cây đậu bắp thì hiện tại nó đều là ra lụ và nó ra rất là sai nhá. Thì ở cái cây đậu bắp này này, ở những cái góc cây đậu bắp trồng thổ canh này thì nó chưa nở hoa, nó vẫn chỉ là cái phần lụ thôi. Đây này. Đây chỉ là cái phần nụ hoa thôi. Những cái cây trong cũng thế. Nhưng mà để mà nhận xét thì mình thấy rằng là khi mà mình trồng theo cái phương pháp thủy canh thì cái cây đậu bắp của mình nó cao to hơn rất là nhiều. Mặc dù là nó cùng trồng một thời điểm nhá mọi người nhá. Thì mình nghĩ rằng là do cái quá trình mà thời gian vừa rồi ấy, nó nắng gắt, thời gian nắng gắt kéo dài. Thế cho nên là những cái cây đậu bắp thủy canh này này, đây là những cái cây đậu bắp thủy canh này nó đủ nước, nó không bị thiếu nước. Thế cho nên nó phát triển rất là tốt. Còn mặc dù là những cái cây đậu bắp mà thổ canh thì kia mình tưới hàng ngày, thế tuy nhiên là những cái thời điểm mà nắng gắt ấy, thì mình vẫn thấy là cây nó hơi bị héo một chút thôi nhá mọi người nhá. Nhưng mà những cái cây này, những cái cây đậu bắp thủy canh này thì hoàn toàn là không có cái hiện tượng đấy. Thế cho nên là trồng cái đậu bắp này theo cái phương pháp thủy canh này thì nó cũng là một cái sự kết hợp rất là hay. Mọi người cứ tham khảo nhá. Đấy, thì những cái cây đậu bắp thủy canh này thì mọi người nhìn này, hoa quả nó cũng đã đậu khá là nhiều và cái hoa của nó này nó nở rất là đẹp và nó sẽ nở sớm hơn những cái cây đậu bắp thổ canh kia, trồng theo cái phương pháp mà trồng bằng đất kia. Mọi người nhìn tương quan chưa? Những cái cây đậu bắp thủy canh nó cao to, mặc dù nó ở dưới nhá. Nó ở dưới này mà nó cao bằng luôn nhá. Gần như là bằng luôn đấy. Mặc dù cái chậu kia là mình kê một cái thùng sơn lên đấy. Thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với mọi người là cái cách chăm sóc cái cây này nhá. Và mình sẽ cho mọi người xem là cái bộ rễ của nó ở phía dưới như thế nào nhá. Đây mọi người nhá, cái cách chăm sóc của cái cây đậu bắp này nói chung thì nó đơn giản thôi. Thế thì ở những cái cây đậu bắp thủy canh này thì nó có khác biệt gì thì cái phần đất của nó đây, nó chiếm ở phần trên này, còn phần nước là phần phía dưới. Thế còn phía dưới nhá, cho mọi người xem này. Hôm nay thì mình quay có một mình thôi, xã hôm nay đang bận cho nên là cho mọi người xem cái phần rễ của nó đây. Đấy mọi người nhìn thấy chưa? Đây là cái phần rễ của nó chịu cái trách nhiệm là hút cái phần nước ở phía dưới này. Thì nó đang đâm ra như thế này. Mà cái lượng nước nó hút rất là nhiều. Thế cho nên là mọi người phải lưu ý đây. Như thế này thì nó là hơi cạn nhá. Thế còn ở cái phần rêu mọi người nhìn thấy chưa? Cái phần rêu là mọi cái phần nước mà mình thường xuyên là mình bơm. Hôm nay mình đổ bớt đi để cho mọi người thấy đấy. Là mọi người lưu ý là cái phần nước này mọi người phải cấp nước cho nó thường xuyên nhá. Để cái phần rễ này nó tiếp xúc được cái phần nước đấy thì là nó sẽ không có hiện tượng là thiếu nước. Sau đấy thì mọi người kê lại cho nó thôi. Những cái bình kia thì cũng vậy, những cái bình kia nhưng mà nó là cây to cho nên mình một tay mình không thể nhấc ra được. Chỉ nhấc cho mọi người xem là cái phần rễ của cái cây đậu bắp nhỏ này thôi. Cây rất là đẹp nhá. Và mình trồng khá là nhiều đậu bắp. Mình trồng cái cây này thì nó sẽ cho thu hoạch được dài, cung cấp cho mình lực quả, cái lượng quả nó cũng nhiều, nó ổn định. Nói chung là rất là dễ thôi mọi người ạ, không có gì phức tạp cả. Còn nói về cái vấn đề thụ phấn cho cái cây đậu bắp này thì đây mọi người nhìn này, những cái con kiến này nó có chịu cái trách nhiệm thụ phấn cho cái cây này. Cái cây đậu bắp là một trong những cái cây mà nó thụ phấn rất là dễ. Mình không cần phải tác động vào nó mà nó hoàn toàn nó thụ phấn tự nhiên nhá mọi người nhá. Thì thực tế là nhiều anh chị trồng cây trên sân thượng thì cũng có thắc mắc là rất là nhiều kiến, nhưng mà một số cái loại cây ấy, thì cái kiến của nó mang lại lợi ích nhiều nhá mọi người nhá, chứ không nó không gây hại nhiều như anh chị nghĩ đâu. Mình trồng thì mình trồng kinh nghiệm mình trồng cũng khá là lâu rồi, cả cây rau rồi là cây ăn trái, thấy là kiến nó rất là nhiều cái vai trò, nó mang lại cái vai trò khá là hữu ích đấy mọi người nhá. Nên là mọi người đừng có mà lặng về vấn đề kiến quá.
thì ngay quá trình mình gieo mầm thì mình cũng ít gặp cái trường hợp kiến tha lắm, đa phần là chỉ có cái ốc sên ấy, là những cái con gây hại hoặc những con sâu, rồi còn chữ kiến này thì nó chịu trách nhiệm đây này. Những cái cây khế nhà mình này hoàn toàn là nó thụ phấn đấy nhá mọi người nhá, đấy tự thụ phấn luôn. Cái con kiến ấy nó cứ bò đi bò lại và nó thụ phấn cho cây. Thì những cái cây ăn trái nhà mình thì đa phần là mình thấy kiến bò rất nhiều và mình không tác động vào đấy. Thế nên anh chị đừng có lặng đầu quá về vấn đề cái con, những con kiến này. Thì đây là toàn bộ cái những cái cây đậu bắp nhà mình, và mình cũng chia sẻ qua cho anh chị là cái cây đậu bắp này nó trồng và nó sinh trưởng như thế nào. Thì ngoài vấn đề mà anh chị cấp nước thường xuyên vào những cái bình thông minh như thế này, cấp nước vào đây, thì là anh chị lưu ý là bón phân cho nó khoảng 5 ngày anh chị cứ rắc phân hữu cơ, hoặc là mình có thể kết hợp giữa phân vô cơ và phân hữu cơ nhá. Thì để có những cái cây đậu bắp nó to, nó khỏe và nó đậu nhiều trái nhá. Đấy, rất là sai nhá. Phần ngọn này rất là nhiều lụ này, cực kỳ nhiều lụ luôn. Một cái cây đậu bắp này nó cho năng suất khá là cao, thế cho nên là nó là một trong những cây mà anh chị lên trồng nhá. Thì video này thì mình chia sẻ một số cái vấn đề như thế. Thì còn vấn đề sâu bệnh thì sao? Thì nói về vấn đề sâu bệnh thì cái cây đậu bắp này nó sẽ bị cái sâu vẽ bùa nhá mọi người nhá. Thế lá của nó đây, nó có bị một cái chút cái cây sâu vẽ bùa thôi. Sâu vẽ bùa thì nó thực sự nó cũng không đáng ngại, anh chị chỉ cần tìm cái đường đi của nó, sau đấy thì mình sẽ diệt, mình dùng như cái tăm nhọn đấy mà mình sẽ chọc vào cái phần mà nó, mình nhìn thấy cái phần cuối cùng của nó đấy, phần bò đây. Đây này, ví dụ như cái lá này này. Đấy, sau khi mình diệt nó đây, cái ổ của nó đây. Chứ còn không có cái nó không có một cái bệnh gì nó đáng ngại. Nếu mà nó bị những cái bệnh về lấm các thứ thì mình trị, thì mình cũng đã có một số cái video hướng dẫn cho mọi người là cái cách diệt lấm ở những cái cây trồng, những cây hoa màu cho mọi người rồi nhá. Thì video này mình sẽ xin phép mọi người là kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Thì mọi người nếu mà có thắc mắc gì về cái cây đậu bắp này thì mọi người để lại bình luận nhé. Thì mình sẽ xin chia sẻ thêm với mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Mọi người đăng ký kênh để ủng hộ kênh của gia đình mình nhé. Chào tất cả mọi người nhé.